Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một ngày mới ha. Đây là cái trại ương vần thỏ của chú hàng xóm này. Mình đi ngang qua thấy cô hôm nay đang ương cho nên nhảy vô quay ha. Có cái trại rất là rộng và lớn luôn. Ở xung quanh thì có khung sắt, ở trên thì có lưới. Những người mà làm vần thỏ với số lượng lớn ha thì người ta làm rất là chỉnh chu, cẩn thận. Đó. Đây quay phía trong này. Ở phía dưới thì người ta lót một lớp xây dừa này mọi người. Còn ở đây là cái giá thể ha. Giá thể ở đây thì cũng tự trộn, có xây dừa, tro trấu và phân bò. Đó. Rất chi là nhiều. Hiện tại cây giống mà cô đang sử dụng ở đây là B1 nha. Để mình lại mình quay cho mọi người xem. Đây là trại ương vần thỏ, còn bên này là cái trại ương mặc cọp ha. Mặc cọp thì ương trước vần thỏ lâu rồi, như 4-5 ngày gì ạ. Mà cây nó lên lá đây này, nở được một cặp lá này ha. Lá đài và thêm một cặp lá đó, rất là đẹp. Năm nay chú hàng xóm của mình làm vần thỏ số lượng lớn lắm. Có hai loại ha, mặc cọp với vận thỏ B1. Ở đây thì giá thể cũng như vậy, có xây dừa, tro trấu, một ít phân bò. Mặc cọp mà lên đều ghê mọi người. Ở bên kia nữa kìa. Hôm bữa ương vận thỏ mặc cọp này cô ương hả? Không ạ, chú ương ha. Đây là ô mông gà phượng vị của cô chú rồi chưa xuống hả ta? Hôm nay xuống. Hôm nay xuống hả? Ừ. Dạ, con biết mà. Con ở còn đây. Còn đây là cô đang ương vần thỏ này. Coi giống của cô ương này. Ô, hay. Dùng cây nhíp như vậy làm hay nè. À. Cứng hả? À, cứng vậy là nó khỏe hơn nhiều ha. Đây, một cái cách mà ương vần thỏ rất là hay nè mọi người. Đó, dùng cây nhíp gắp cây đầu vô rồi ấn xuống. Đó. Cái này thì cô cũng ấn để cho nó vừa lòi cái phần trắng lên thôi ha. Làm có một loại hả cô? Chỉ có rồng vàng B1 hả? Có cái loại gì hết. Đâu? Hai loại. Loại màu cam á. Đằng kia đằng quen. À đây ha. À, được, để con quay cái cô cái cách cô làm. Cô làm gì ở trên Bình Dương? Mai. Làm mai ha. Đây nghỉ nghỉ nhiều không? Nghỉ nhiều ngày không? 3 ngày xin nghỉ. Xin nghỉ 3 ngày. Phép năm á, ta cho. Dạ. Đây là bữa sau lên bán. Ở bữa con có sang chú cũng có nói chuyện. Mới biết. Thấy chú chạy lui chạy tới hoài. Về cho má chồng nhà bà 80 mấy tuổi bà ăn. Đúng rồi. Không chạy tới chạy luôn. Dạ. Có mẹ già đâu bỏ được. Còn mình thì cũng phải làm thêm ha. Cô làm trên Bình Dương nhiều năm chưa? Ủa cái dùng cái nhíp này là cô tự nghĩ ra hả? Đâu có, tại vì mình gấp không được á. Dạ. Với lại đây là mới làm lần đầu tiên hay là cô làm nhiều năm rồi? Mới làm lần đầu tiên. Mới làm lần đầu tiên ha. Mình học may mình áp dụng luôn ha. Ừ. Tại vì những người làm may hay sử dụng những cái này mà đúng không? Ừ. Sáng tạo vô cùng, cái này mà lên là chắc là hot search luôn á. Ấy nó cái tay mình chọt chọt không? Với lại cái này gấp nó để ở ngay chính giữa luôn. Ừ. Nhấn một cái là nó đi xuống chính giữa luôn nha. Với lại mình khỏi về cái đầu cái đuôi gì dễ. Đó. Đây quay gần cái tay của cô. Xích vô một cái là đưa xuống. Năm nay làm nhiều bịch không cô? Chắc cũng phải mấy chục bịch ha. Ừ. 30. 30 bịch. Thấy chú làm ớt nhiều. Con thì cũng làm mà con làm ít à. Làm sẵn mướn á, làm luôn kệ. Thì đúng rồi, ông nhà con làm mâm xôi nhiều. Làm mâm xôi với mâm xôi cực chứ. Dạ đúng rồi. Nghề mà. Làm vườn nữa. Thế tại chú cũng bệnh á. Dạ. Có một tết này bán lấy tiền xài. À. Cái này chắc kiếm lâu ạ. À. Một lá chắc kiếm được cả ấy luôn nè. Mà nó chính xác, chuẩn. Thôi, lan truyền cái này nha. Còn thêm một giống nữa, giống ở đây hả? Ở bên này cô ghim chưa? Cũng B1 luôn này cô. Đó màu cam hả? Ờ, cái vằn thỏ Thái F1.
cam đỏ, cổ lùn. Còn ở bên này là cái gì? Bên này là... Cái này là ra ngày hôm nay là chuẩn luôn hả cô? Ừ. Cái này thì vạn thò B1, rồng vàng. Đó là, người ta cứ hỏi con là rồng vàng hay gì đâu hay đâu. Rồi, con cảm ơn nha. Ừ.